Những ngày này, lực lượng y tế thường xuyên có mặt tại ngõ 328 Nguyễn Trãi thuộc phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để đưa những người thuộc diện F1 tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 đi cách ly. Ngõ 328 và ngõ 330 đường Nguyễn Trãi ở quận Thanh Xuân là một trong những điểm nóng nhất Hà Nội về dịch COVID-19 trong những ngày gần đây. Ngay khi phát hiện các ca F0 tại ngõ này, toàn bộ khu vực đã được phong tỏa. Hàng ngày, lực lượng chức năng vận chuyển nhu yếu phẩm, thực phẩm cho người dân trong ngõ. Đồng thời công tác xét nghiệm sàng lọc F1 đưa đi cách ly tập trung được thực hiện liên tục. Trong chiều ngày 27 và sáng ngày 28 tháng 8, những người sống tại khu vực này rất chấp hành quy định, thậm chí đi cách ly trong tâm thế vui vẻ, lạc quan. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, quận Thanh Xuân là điểm nóng với nhiều ca ở ổ dịch ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi thuộc phường Thanh Xuân Trung. Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, tình hình dịch vẫn còn phức tạp, khó lường, lý do là vẫn xuất hiện những ca bệnh rải rác, tản mát trong cộng đồng, đặc biệt là các ca bệnh phát hiện qua ho sốt. Hà Nội đã xuất hiện các ca bệnh trùng ca bệnh trong các chuỗi cung ứng, công sở, chợ, khu dân cư, khu chung cư.